thế giới loài người, từng ngày đây chuyện buồn vui nơi thế giới loài người. Nước mắt rơi có khi là vui mừng và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ, nơi thế giới loài người từng ngày đây chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Lần này là chỉ được 3 phút rồi đó. Chỉ 3 phút thôi. Lần này được tới 3 phút. Tới 3 phút mình không thấy mệt gì cả. Vậy là thuốc bổ được có tác dụng. Anh Suri giỏi quá, nói chuyện được với cây luôn đó. Có gì đâu, cũng hên là nãy cái cây nó nói ngắn, nó mà nói dài thì anh cũng đâu có hiểu. Anh ơi, ba mày lại đi tiếp nha. Tất nhiên rồi. Vậy anh cho em đi với. Anh biết rồi. Chị Gia. Ủa, chị đi đâu vậy? Chị đi qua chỗ chị Hoa Hồng Đen học phép biến hình nè. Còn hai em đi đâu ra đây? Dạ, em đi luyện tập nói chuyện với cây. Chị ơi, em cũng luyện đó. Vậy em tập được nhiều chưa? Chị ơi, anh Suri nói chuyện với cây giỏi lắm đó trời. Đâu có đâu, em chỉ mới luyện tập được chút xíu à. Còn chị? Thì cũng nhờ chị Hoa Hồng Đen đó nên hôm nay chị tập được chút chút rồi. Thôi mình về đi. Đi. Bà ơi bà phải ra nhanh chứ. Thuốc bổ cũng uống rồi mà dành phòng hoài. Ê, hay mình lén lấy gói thuốc của bà uống được không ta? Chắc không sao đâu ha, cha con mà. Con về rồi nè, hai đứa con luyện tập phép thuật làm sao rồi? Dạ cũng tốt rồi ba. Ba sao rồi? Cũng tốt tốt rồi. Ngọc Yến, em mới đi đâu về vậy? Chị ơi, chị biết nói chuyện với cây không? Cái gì? Ba làm gì mà lâu vậy? Tập luyện gì chiếm phòng của người ta. Ui, thuốc bổ thần kỳ thật. Khỏe lắm. Thành công viên, thành công viên, thành công viên kiên dông. Ủa, thành công viên. Trở về phòng phép thuật, phòng phép thuật, phòng phép thuật. Công nhận thuốc bổ thần kỳ thiệt ta, phải ăn cắp tiếp thôi. Bữa nay nấu canh chua ngon thiệt á. Nhà Suri ở nước ngoài về chắc không được ăn cái món này đâu ha. Em cũng định mang qua bên đó một ít. Con tính vậy thiệt hả? Ừ, làm đi nha. Trời ơi, con mẹ kìa, sao mẹ nhiệt tình thấy sợ luôn vậy đó. Mẹ hơi bị quá đáng đó nha. Mẹ hơi quá hả con? Mẹ nghĩ coi, mẹ nuôi con trai của mẹ mấy chục năm à, mà mẹ không bao giờ thấy mẹ mua thuốc bổ bồi bổ con ha, rồi nấu món này món kia con thích cho con ăn. Vậy giờ mẹ cứ bồi bổ trong ba ram hoài luôn. Ủa, vậy là bà cũng mua thuốc bổ cho ông Suri hả bà? Mẹ, mẹ giận con hả mẹ? Đâu có. Trời, đâu có gì đâu giận. Trời, tự nhiên cái ông nói mẹ giận vậy. Mai Phương, cho mẹ mượn nồi cơm, mẹ bới cơm con. Mẹ để đưa con bới cho. Được rồi, để mẹ. Để đây mẹ, để đây mẹ, để đây mẹ. Rồi, để đây mẹ nha, để đây mẹ nha. Ồ, đây là mẹ nha, đây là mẹ nha. Rồi, đây con ha. Mẹ, con ha. Mẹ. Gì vậy mẹ? Con ơi, cơm là thuốc bổ đó con. Dạ. Con uống thuốc bổ nè con, uống đi, uống hết vô. Uống nữa, uống nữa, uống nữa nè. Uống thuốc bổ này nè. Uống nữa. Ba không khỏe hả ba? Bình thường ba thích ăn thịt lắm hả? Tạm thời thì ba không thích ăn thịt. Sao vậy ba? Bởi vì ba của Hoàng Lan á, dặn khi uống thuốc bổ á, thì không được ăn thịt. Ăn thịt vào thì thuốc sẽ không có tác dụng. Dạ. Ủa? Anh sao vậy? Sao không ăn thịt? Anh ăn rau, anh ăn rau. Anh đâu có uống thuốc đâu. Nhưng mà rau ngon. Ê, bà dặn là ăn xong là phải uống thuốc bổ liền. Cô bộ bà này, bà có cảm tình với mình quá sâu đậm. Lựa thuốc quá ngon. cục này bự hơn. Cục này nhỏ nhất, ăn luôn. Lại đây nhanh lên. Tao biểu hai đứa mày quay lại đây, không có được nhảy lung tung như vậy. Ừ. Jimmy ơi. Chị mới qua hả? Trời nóng quá cho nên tôi nấu một ít canh chua. Cảm ơn chị. Chị sao vậy? Không, tại trời nóng quá đó cho nên là tôi tập nhảy cho nó vui. Không có nhạc còn cũng nhảy nữa hả? Được chứ. Thôi nhảy chung với tôi nha. Thôi kỳ lắm. Thôi tôi đi về nha. Cũng về đi, về đi. Lì quá vậy. Xin chào. Anh ơi, kia nói gì vậy? Nói chào anh hả? Ừ. Thích quá, anh nói chuyện khác đi. Được rồi. Cây ơi, cây đó ở đây được bao lâu rồi? Sao hả? Cây nói lớn hơn được không? Anh ơi, cây nói gì vậy anh? Cây nói là đã sống ở đây được 40 năm rồi. Wow, vậy là bằng tuổi ba em rồi. Em phải gọi bằng chú thôi. Ừ. Chú ơi, chú tên gì? Giờ quan sát tự nhiên hôm nay, chúng ta sẽ vào rừng để quan sát cây. Đây cũng như là một buổi dã ngoại dành cho các em. Các em thích như vậy lắm hả? Dạ. Các em đã chuẩn bị đồ ăn cho buổi dã ngoại này chưa? Hồ hởi quá ha. Dạ. Phấn khởi quá ha. Dạ. Luyện được tới đâu rồi? Thành công lắm ba. Hôm qua con biến không gian một cách thành công mỹ mãn. Thiệt không? Dạ thiệt. Còn Chini. Dạ. Con sao rồi? Con thì con làm với mấy cái dĩa, nhưng mà hình như là nó khó hơn con tưởng quá ba. Ba làm được không ba? Không biết là phải nhờ thuốc bổ mà bà của Hoàng Lan cho hay không, mà bà uống cho ba thấy bà luyện một cách dễ dàng, dễ như trở bằng tay. Con cũng vậy đó ba. Hả? Nhưng mà con có uống thuốc bổ, không cách trở bằng tay. Ngọc Yến, Ngọc Yến, đi đâu vậy? Tới giờ ăn cơm mà con. Con sang nhà anh Suri cho một chút. Anh Suri đi học chưa có về. Nhưng mà con qua đó con chờ ảnh. Ngọc Yến, qua đừng có quấy rầy để ông học bài nha con. Dạ. Chú Cây ơi, con chào chú. Phải chơi mình biết làm giống anh Suri thì hay biết mấy. Mới biết như vậy thì mình kêu mẹ đem cơm rồi. Bữa nay là học ngoài trời mà, chứ có phải đi cắm trại đâu. Ăn với không ăn thì là mình biết như vậy. Nhưng mà nếu ăn cơm lại đồ ngon thì tốt hơn nữa chứ. Bỏ tay Thái Hồ, bạn toàn nghĩ chuyện ăn uống không à? Ủa, đây là nơi mình luyện tập mà. Đẹp quá à. Mình không ngờ lại có một nơi như thế này. Rồi, tất cả các em tập trung lại đây. Tất cả các em ngồi xuống. Nói cho cô biết, các em đã chưa từng bao giờ đến đây đúng không? Dạ. Khu vực này đã được nhà nước bảo vệ. Chúng ta cũng phải có tinh thần bảo vệ khu rừng này nghe chưa? Dạ. Nói cho cô biết, khu rừng cung cấp cho chúng ta gì nào? Dạ, cây. Đúng rồi, nếu không có các rừng cây thì chúng ta phải sống trong một môi trường rất là ô nhiễm. Các rừng cây cho chúng ta oxy thật mới và trong lành. Nếu không có nó, có thể chúng ta phải đeo mặt nạ dưỡng khí mà sống đó. Rồi, bây giờ các em hãy đứng dậy quan sát rừng. Và nhớ là đừng đi xa quá nha. Dạ. Xin chào cây nha. À, xin chào Ma Suri. Ta đợi người lâu lắm rồi. Ngọc Yến, anh sợ không? Ủa, các anh chị cũng tới đây hết hả? Ừ, tụi anh tới đây để học giáo ngoại mà. Anh ơi, cái chú này không có tên, hay là mình đặt cho chú một cái tên đi. Đặt một cái tên hả? Dạ. Nãy giờ em nghĩ ra rồi, mình đặt tên cho chú đó là chú Cao. Chú Cao? Dạ. Ừ, cũng được, để anh hỏi chú Cây đã. Chú Cây ơi, Ngọc Yến muốn đặt tên cho chú là chú Cao, chú có chịu không? Anh ơi, chú Cao nói gì vậy anh? Chú nói là rất thích cái tên mà em đặt, chú còn cảm ơn Ngọc Yến nữa đó. Mấy bạn ơi, để tập trung nè. Ngọc Yến, bây giờ anh phải đi rồi, phải làm sao đây? Hay là em đi theo anh, mà quay trở lại đây, không cho ai biết hết á? Ừ, cũng được đó. Anh đi nha. Chú Cao ơi, chú chờ một chút nha, rồi cháu sẽ tới lại liền. Ngại quá. Mãn nguyện quá. Xin lỗi ba. Mãn nguyện quá. Ủa sao mình tự trong phòng của ba ra vậy? Tôi tìm cuốn sách phép thuật. Rồi mọi chuyện ổn không? Mãn nguyện. chắc chắn là tôi sẽ đậu. Ủa còn mình luyện tập tới đâu rồi? Mấy cái vật dụng trong bếp nó lì ơi là lì, không nghe lời em gì hết trơn á, bực bội à. Chắc là phải luyện tập nhiều lắm nè. Ba, vậy hình như là ba uống nước á, cái ba luyện tập thành công nữa phải không ba? Ngoãn nguyện quá. Tự nhiên uống nước luyện thành công, cười. Hình như cái hộp thuốc này ngày càng mọc nhanh hết đi thì phải. Dạo này Suri có chuyện gì đúng không? Mình không biết nữa. Chắc chắn là có chuyện gì rồi đó. Làm gì có chuyện. À mà Suri nói á, là bạn đó chuẩn bị thi cái gì đó. Tụi mình đâu thi gì đâu ta. Hay là Suri thi ở nơi khác? Mình đâu có biết. Ê Hoàng Lan, Như Ngọc Yến đang đứng đó chờ đúng không? Anh Suri, mình đi Ngọc Yến. Dạ. Khi ta được trồng ở đây lần đầu tiên thì toàn khu vực này đều là núi. Tất cả thế gian này đều là bạn của ta. Nhưng rồi loài người đã bắt đầu chặt những người bạn của ta để xây nhà làm đường nữa. Cái số của ta không may nên ta còn sống ở đây, nhưng chưa biết loài người bao giờ sẽ chặt ta. Chú Cao đừng có lo, đây là khu vực cấm khai phá. Với lại xung quanh đây có rất nhiều cây cao to như chú, mọi người sẽ không tự tiện chặt chú đâu. Ủa? Hai chị chồng nó đánh nhau bằng rau hay sao vậy? Vậy hả? Tôi qua tôi lấy lại cái này, lấy lại. Không cần đồ xào đâu, nhanh nhắc đi, dây dây đó. Con học qua học đen hả? Dạ, tôi qua học đen là mình đã biết hơn rồi mẹ. Ông yên tâm đi, tôi qua học đen chỉ dạy ông rất là tận tình. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đây chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người